Khoa Giang Trộ Hàng Ghi Giớ Tà Lê Mạc La Pơ Mư Pơ Yê Sư Rí Tô Khoa Tù Lu Ca Pơ Mê Giang Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giê-xu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giê-xu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giê-xu và khẩn khoản nài xin người rằng: Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho vì ông quý mến dân ta. Vả lại, chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Đức Giê-xu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì người này cho bạn hữu ra nói với người: Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài, nhưng xin Ngài nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có đứng tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giê-xu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Anun hẹp quả kê biệt. Bình ta mục trọng bồ đốc. Yong abit tum ta lời nhu bài hát tôm vinh an a lời lạc. Qua ta ha nôn mau sa cho luôn nhiều khắp bù yên và ai vạ đẹp chi nhận. Và cao nhu ra ta lạc luôn nhiều tu bơ giê sư khoa nhu cơ vực nhu hằng lệ như gốc đẻ y nhà prai cơ như ta lời nôn doa cơ như khắp lây anôn như bộ bà toàn lai sang dân ưng cơ gờ mời giê xu nào lâm như bu a đai bộ mơ ngà sang nôn Bình mà nuôi qua cơ hàng cơ bà nào lớn quay cơ xa vô hồ. Kính thưa cộng đoàn, trong mỗi thánh lễ
khi mà chúng ta thấy chủ tế cầm mình và máu thánh Chúa Giêsu lên và nói Anachiu kho giang tê anabolososa mật nước mật nam mật ác cơ lời Anna dây rây bông hoa hăng Anachiu, thì cộng đoàn chúng ta nói gì? Hả? Cộng đoàn chúng ta nói gì? Anachiu kho giang tê anabolososa mật nước mật nam mà ác cơ bố lời à ma à chê dê rê bông hoang hoa hàng ngàn à chư. Cộng đoàn chúng ta đáp làm sao? Ơ khoa câu bú gộp ô chật ca ý mút à mắng sáng cầu tu cơ y bà nhập xa bà rút bởi ngạc choa cầu xoay mơ tầm. Để chiên Thiên Chúa để đến xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Và chúng ta nói là gì? Lạy Chúa, ơ khoa, con không đáng Chúa ngự vào nhà con. Cầu mù ước cho ca, y mút ơ mang sang cầu. Con không đáng, con không đáng Chúa vào nhà con. Đó là cái câu mà chúng ta nghe cái ông mà trưởng hội đường ngày hôm nay nói. Giêsu khoa nao tôm như lâm như bu a tai ô a man sa na mu bo pa pa ta ta hang pa da bin yop ta me lai ta Giêsu ta khoa a nam ba ngo tân ta lại Chúa. Nhà con không có xứng đáng để Chúa đến đâu. Con đáng để Chúa vào nhà của con. Nhưng mà rồi chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy cái nhân thân của ông này. Ông này là trưởng hội đường. Và hơn thế nữa, chúng ta nghe những người mà đến gặp Chúa Giêsu nói, ông còn xây cái hội đường. Ông vừa là xây cái hội đường, ông vừa là trưởng hội đường. Thì chúng ta nghĩ rằng ông là ai? Là một đại gia, là một người giàu có, là một người rất giàu có. Đại loại là giống như ông xây cái nhà thờ này đây. Thì khi mà ông đã có khả năng ông xây cái nhà thờ này thì gia đình ông như thế nào? Chắc chắn rằng là gia đình ông giàu có. Nhưng mà rồi chúng ta lại học nơi ông và gặp nơi ông, thấy nơi ông một cái sự khiêm nhường. Lạy Chúa, con không đáng Chúa đến nhà con. Cũng giống như cách đây cũng lâu lâu, có một cái anh quen, ảnh hay chụp hình với các đức cha, ảnh đưa lên mạng. Cái là ma mới góp ý, mà nói anh ơi, anh đừng đưa những cái hình này lên, nó cũng kỳ kỳ. Bởi vì không ai được may mắn như anh đâu. Thật ra thì ảnh là một đại gia. Lễ xong thì vì cái tình quý mến nên là các đức cha, rồi các cha hay chụp hình với ảnh. Rồi thậm chí các đức cha từ nước ngoài về cũng chụp hình với ảnh, ảnh đưa lên. Thì mình thương, mình góp ý, mình nói hạn chế, mình mới đưa lên. Bởi vì nó dễ gây cái ngộ nhận cho người khác lắm. Thế là ảnh giận ma, rồi sau đó ảnh làm hòa, ảnh nói những điều mà cha góp ý cho con là đúng. Thì ma có nói với ảnh, em nói cho anh nghe, dù em là một linh mục nhưng mà không có đức cha mà tới nhà em đâu. Bởi vì thật sự là nhà em nghèo và nhà em cũng chẳng có gọi là xứng đáng để mà đón các đức cha. Thậm chí cha xứ cũng vậy, nhà em nghèo lắm, cha xứ cũng chẳng đến lắm. Mà đó là một cái sự thật trong cuộc sống. Có thể là vì các đấng bận rộn công việc một vụ hay là vì cái gì đó mình không biết. Nhưng mà thật sự ra gia đình nào mà được các đức cha, các cha đến nhà thôi, các cha chỉ cần bước vào nhà thôi, gia đình nó thích lắm. Và được các đức cha mà tới nhà nữa thì thôi, chụp hình khoe lên mạng ấy. Hoặc là chỉ có đi nhà thờ mà chụp hình được với cha này cha kia, với đức cha này đức cha kia, là chưa xong lễ là có hình trên mạng liền. Tôi quen đức cha này nè, gia đình tôi quen đức cha kia kìa.
Nhưng mà mai mốt gọi, cha cha con, đức cha có nhớ con không? Hỏi con ở đâu? Năm ngoái đức cha có về giáo xứ, con đang biết tích thêm sức. Làm sao mà đức cha mà nhớ hết được? Làm sao mà các cha nhớ hết được giáo dân? Trừ khi đằng hay đi lễ rồi nói chuyện qua lại thì nhớ. Một cái giáo xứ mà 6.500 giáo dân như thế này mà nhớ được hết 6.500 người thì chắc có mà lạ. Chỉ cái chừng vài chục người hay đi lễ thường rồi nhìn mặt nhau thì nhớ nhau, rồi nói chuyện với nhau thì thậm chí thân với nhau một tí tí thì biết tên nhau, chứ còn bình thường cũng chẳng biết tên. Chúng ta thấy được nơi cái ông đại, cái ông mà trưởng hội đường này, một cái sự khiêm tốn đến tận cùng. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đến nhà của con đâu. Nhà đại gia mà dám nói như vậy. Nhà đại gia là nhà giàu lắm mà, vậy mà dám nói rằng là nhà con không có xứng đáng để mà cho Chúa vào đâu. Và ngay lúc đó chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã chữa lành cho người đầy tớ của cái ông trưởng hội đường đó. Khởi đi từ cái niềm tin của ông trưởng hội đường, Chúa đã chữa lành cho người đầy tớ. Và chúng ta thấy muốn được chữa lành như vậy, trước hết phải có niềm tin. Niềm tin kèm theo sự khiêm tốn. Cuộc đời của chúng ta hay xin Chúa điều này điều kia, dĩ nhiên đó là đúng chứ không sai. Và đó là tấm lòng của những người con, là những con người yếu đuối ở trần gian này. Nhưng mà liệu rằng chúng ta có cái sự khiêm tốn giống như ông trưởng hội đường hay không? Đôi khi chúng ta tin, chúng ta nói chúng ta tin, chúng ta xin, nhưng mà rồi thật sự ra chúng ta có khiêm tốn đủ hay không? Thì chuyện qua nói chuyện với người bạn, mà có nói thật sự tới bây giờ buông xuôi tất cả. Buông xuôi nghĩa là gì? Buông xuôi nghĩa là để cho mọi sự Chúa quan phòng cuộc đời của mình. Chích một mũi rồi cũng chết, chích hai mũi rồi cũng chết, chích ba mũi rồi cũng chết. Rồi cũng nói chuyện với một người bạn trưa hôm qua, người bạn nói có những người chủ trương họ không chích, bởi vì họ nói rằng là vaccine là thuốc độc, chích vào trong người rất là độc. Nhưng mà ngược lại thế giới lại khuyến khích cái chuyện chích vaccine. Và rồi có những người thật sự là đã có chích nhưng mà nhiễm thì vẫn nhiễm, nhưng mà có chích thì nó vẫn đỡ hơn là những người không chích. Nhưng mà rất nhiều nguồn dư luận khác nhau về chuyện chích vaccine. Có người bảo chết thì chết chứ không chích, bởi vì thuốc độc nó vào trong người của mình. Nhưng mà ma nghĩ về cái thân phận của con người. Nhiều khi mình ngồi mình tính toán, nhưng mà với bản thân ma thì ma thấy hình như cái sự sống, cái cuộc sống trong con người của mình, của cuộc đời của mình chẳng làm chủ. Mình chỉ là một cái con vật, một cái động vật có tâm hồn, có linh hồn, có trí khôn, là một cái loài thụ tạo trong tay của Chúa thôi. Rồi nhớ lại mẹ của mình, tại sao Chúa lại gọi về ở cái tuổi 51? Ba mình Chúa lại gọi về ở cái tuổi 87. Tối hôm qua, người cha bạn cùng lớp nhắn tin với trong lớp và cầu nguyện cho ông anh kế mới về với Chúa các đột ngột. Với tất cả những cái biến cố đó, rồi với tất cả những cái chuyện vaccine như bây giờ, ma lại suy nghĩ buông hết mọi chuyện, chẳng cần phải suy nghĩ mình còn sống ngày nào. Đó là ơn Chúa của ngày đó. Rồi tương lai đây mình sẽ chích thêm một mũi nữa, nhưng mà rồi mình không biết rằng là mình đi về đâu. Chắc có lẽ giận mình chết lần trước khi chích, mà hình như ngày nào cũng giận mình chết lần rồi. Nếu có nằm xuống thì buông xuôi tất cả. Mọi người đi vô cái phòng thì dọn cái phòng nó hơi cực một tí, nó bầy hầy một tí. Nào thuốc, nào men, nào tùm lum tá lả thì nó hơi cực. Dọn cái phòng nó hơi cực một tí thôi. Nhưng mà mình thấy rằng đó, khi mà mình thấy cuộc đời của mình nó giới hạn, khi mà sự sống của mình nó mong manh, thì chính Thiên Chúa mới là Chúa, mới là chủ cuộc đời của mình. Mình là ai đâu? Vậy mà nhiều khi mình hân hoan quá, miệng thì nói xin Chúa điều này điều kia, nhưng mà tính toán hết phần của Chúa rồi.
Chúa đâu có còn cái gì đâu mà tính trong cái cuộc đời của mình nữa. Mình dự định rằng là mình sẽ làm cái này, mình sẽ làm cái kia, mình sẽ có cái này, mình sẽ có cái nọ, mình sẽ được cái này cái kia. Nhưng mà chúng ta thấy đó, làm bởi bay mà ban bởi ta, tất cả là ơn Chúa thôi. Nhưng bây giờ thật sự muốn về Sài Gòn tái khám, nhưng mà không có cách nào mà đi được hết. Đi lên trời cũng đi không có đường, đi xe đò cũng không có, đi máy bay cũng không có, đi đường bộ cũng không có mà đi. Đâu ai ngờ rằng là ngày hôm nay ai ở đâu là ở yên ở đó. Mình không thể nào mình nhúc nhích được. Thậm chí có nhiều khi bây giờ về tới Gia Lai cũng lâu lâu nghị định lên cái là cũng hết đi. Từ từ đây xuống dưới Rông Ba cũng không đi được, chặn tất cả mọi con đường. Không ai ngờ tới ngày hôm nay, để chúng ta thấy rằng tất cả đều nằm ở trong sự quan phòng của Thiên Chúa về cuộc đời của chúng ta. Vậy mà nhiều khi chúng ta hí ha hí hố, chúng ta kiêu ngạo quá, miệng thì si nhưng mà lòng vẫn còn cao ngạo. Bài học của viên trưởng hội đường ngày hôm nay là bài học của mỗi người chúng ta. Chúng ta đâu có giàu bằng ổng đâu, chúng ta đâu có sang bằng ổng đâu, nhưng mà đôi khi mình quá kiêu ngạo, vừa mở miệng xin Chúa nhưng mà lòng của chúng ta vẫn cao ngạo, bởi vì con đẹp, con giàu, con sang, con hơn người khác mà Chúa. Xin Chúa cho chúng ta ngày mỗi ngày có thêm lòng tin vào Chúa, để chúng ta tiến thác cuộc đời vào Chúa. Và đặc biệt xin cho chúng ta ơn khiêm tốn, để chúng ta cũng nói như ông trưởng hội đường nói: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa vào nhà con đâu, nhưng mà xin Chúa phán một lần thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Con không đáng để mà cho Chúa được rước vào tâm hồn con mỗi trăng thánh lễ đâu. Con tội lỗi lắm, con yếu đuối lắm, nhưng mà xin Chúa khi mà Chúa vào nhà con rồi, xin Chúa chữa lành tất cả mọi cái tính hư tật xấu của con, xin Chúa chữa lành con người tội lỗi của con, và để cho linh hồn con được lành mạnh.